Em xin giới thiệu, đây là cặp loa Bookshelf model là Onkyo 062AX. Cặp loa này có công suất là 140W trên cặp loa. Chiều cao của loa là 29cm, chiều ngang của hai loa là 34cm. Bass của nó là 13cm. Treble là treble đơm, chạm loa là sắt bắp chuối cực kỳ chuyên nghiệp. Cặp loa này sử dụng tốt cho phòng tầm 25-30m², hàng nội địa Nhật nguyên bản nguyên zin. Loa em bán ra bao hạt đọc ok, bao nguyên bản nguyên zin nha. Cọc cho em 500.000 hoặc chuyển đủ cho em đều được, tùy canh lựa chọn hình thức thanh toán và cho em xin địa chỉ, em sẽ ship loa tặng nhà cho mình. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin Zalo cho em cũng được, em sẽ chốt hàng qua Zalo cho các anh. Bây giờ mình cùng nghe đoạn nhạc test qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Tuyền. Chiều ngang là 34cm, hậu sâu 24cm, công suất là 140W trên cặp loa, tức là 70W một thùng. Trạm loa là sắp bắp chuối cực kỳ chuyên nghiệp, góc cạnh của loa rất là đẹp nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua cặp loa này thì cứ liên hệ 0931 008 099 để em ship hàng và chốt hàng cho mình.